đẹp dài thôi chứ còn đây này, anh kéo dài nó vẫn đen mà. Máy này chắc là nó định chủ hay sao ấy. Alo. Máy này nó làm sao ấy? Tí lên ca luôn. Máy này là nó làm sao ấy? Không phải là do mình xấu dai đâu nhá. Làm sao mà cá bảnh mà đẹp dai mà anh được khen vơ gần vẩn. Nhìn anh đẹp dai hơn cá bảnh chứ tóc dựng hơn à. Còn anh em phải đeo kính đi làm gì mà đẹp dai. Ai người ta còn đeo kính đẹp dai à? Đeo kính thì là rất là xấu dai. Mày bỏ kính thì phải là tàng này rất là trí thức. Mọi người giống mà đeo kính thì là giống... Mày nha mọi người nha. Mày có anh em nhà Lê Văn Luyện luôn này. Anh em nhà Lê Văn Luyện đấy nhá, đeo kính thì giống Lê Văn Luyện nữa. Bằng gì nhỉ? Đeo kính là đặt cả vanh đây. Cái đặc gì mà đeo kính mà... Là những người yêu thế. Phanh như bao nhiêu? Nguyễn Đức Nghĩa. À, ngày nào họ hàng nhà Nguyễn Đức Nghĩa đấy nha. Nguyễn Đức Nghĩa. Ôi, nên 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 nghìn rồi. Chào Thành Dương nhá. Mời tất cả anh em cốc đi cho nó được rồi. Hết bia rồi. Em ơi. Định mời nhưng mà hết bia. Chào Tân Kẹo nhá. Chào Nguyễn Giao. Anh có đâu uống? Khả năng còn hết bia rồi. Chào 1.100 bạn, mỗi bạn phải cho phát cho lên 2.000 đấy. Chào Phạm Văn Tài nhá, chào tới rồi. Chào tới Tây nha, chào An Chu nhá. Em chào anh Khá. Ủa, mày anh cầm máy mày không chào anh chặn mày lại bây giờ đây. Chào anh Khá. Nhầm tên bộ đội rồi. Anh người cầm máy thì không không chào, đi chào với người ngồi bên cạnh. Thế là ông là fan của Khá Bảnh đúng không? Đẹp dai Khá Bảnh, đẹp dai hơn đúng không? Ôi giả của Khá Bảnh này. Cá mốt rồi. Chào tất cả mọi người đang xem Bảnh live stream nhá. Mọi người hôm nay tối thứ 7 có đi đâu không? Tí nữa Bảnh chơi 3 ly Phương Đông mọi người nhá. Cái máy phát thử tiếc lắm cực rồi. Sao đẹp trai này nhở? Đéo chuyện này nhở? Em xem máy kia nào. Đẹp trai mà. Hả? Đẹp trai nhìn mặt mình hôm nay còn râm râm nữa, mà dậy thật đấy. Bình thường có râm đéo đâu nhở? Vâng. Chỉ hơi dê thôi, làm gì râm. Không, em không dê mà. Em bao giờ làm gì con gái đâu. Thì con gái làm gì em ơi? Đúng là nếu mà em như gái em có vết máng không? Đây là một cuộc phỏng vấn nhỏ cho anh hỏi. Nếu mà em đi chơi gái thì những cái đứa mà không bị rau mùi em có bên mắng không? Em không, anh ạ. Đi nha, nó hứa là đi gái mà không rau mùi và thơm nó cũng không bên mắng. Đây còn điện nữa. Rồi, chanh nào. Riêng anh nhá. Riêng anh mà có đồ đây này. Đây, ngủ với gái ăn măng là chanh chứ đi để cho nó có mùi. Cứ mùi à? Còn riêng mình là đã hay riêng là đã ngủ với chị em phụ nữ là cái đầu tiên là quan trọng là phải tắm rửa sạch sẽ. Tắm rửa sạch sẽ nếu mà không rau mùi là phải vết máng đầu tiên cái món này. Vết máng trước. Ok nhá. Anh Bảnh ơi, ngày 19 tháng 11 năm 2018, trường trung học phổ thông Hùng Vương, Hải Phòng. Bọn em tổ chức 20/1 mong anh về. À, mời ông này rồi. Về Hải Phòng toàn súng với ai đám về. Mình mời anh về Khá Bảnh về Hải Phòng toàn súng với ai đám về. Ok, đây Thanh nha, gọi công tên nha. Nhìn bà rồi. Bây giờ anh mới giờ mà anh là biết rồi. Cá Tư rồi. Môi Bảnh mới bị cái này mặt hơi đẹp luôn, không có lốt gì luôn. Ở đây Tàn chào anh Huấn, mẹ chào chú Huấn này. Thế nhìn đĩ nhỉ?
Giờ đây cách xa nhau được đâu bao nhiêu kỷ niệm in sâu. Thế mà ông làm đây, đóng